bên phía câu lạc bộ Thép Xanh An Định. Họ chơi bên sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1, đứng trong thành là thủ môn số 26 đội trưởng Nguyễn Mạnh, các trung vệ đó là Văn Khánh, Thanh Hào, hai hậu biên đó là Hồng Duy, Văn Vũ, các tiền vệ trung tâm đó là Henrio, Văn Công, Kaio Seiza, những cầu thủ chạy cánh đó là Lucas Silva và Văn Toàn. Đá cao trên công đó là gái tên rất mới Nguyễn Xuân Son, như vậy là Rafael Sơn đã nhập tịch thành công. Và trọng tài điều khiển trận đấu ngày hôm nay trong tài chính đó là Hoàng Ngọc Hà, các trợ lý đó là Duy Khánh và Trung Thiện, trọng tài thứ tư đó là Vũ Phúc Hoan, hai trọng tài ba đó là Nguyễn Đình Thái và Nguyễn Trung Kiên. Còn đây là đội hình ra quân bên phía câu lạc bộ Quảng Nam, họ chơi với sơ đồ chiến thuật đó là 4-4-1-1, đứng trong thành là thủ môn số 1 Văn Công, hai trung vệ đó là Alain và Văn Đạt, các cầu thủ chạy cánh đó là Duy Dương, Hoàng Hưng, những tiền vệ trung tâm đó là Thanh Hậu, Văn Toàn, những cầu thủ chạy cánh đó là Trung Phong, Văn Hiệp và hai cầu thủ trên công đó là Hoàng Vũ Giáp Sơn và Asimene. Huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Quảng Nam đó là ông Văn Sĩ Sơn. Chắc chắn rồi, đối với đội chủ nhà, họ đặt mục tiêu 3 điểm ở trận đấu ngày hôm nay. Còn đối với Quảng Nam, đây là một trận đấu khó khăn và chắc chắn họ sẽ đưa ra lựa chọn một điểm cũng là an toàn rồi. Như vậy là trận đấu đã bắt đầu. Các cầu thủ Thép Xanh An Định với trang phục màu trắng sẽ bảo vệ cầu môn phía bên phải, nhỏ quý vị và các bạn. Tô Văn Vũ để chuyển rất hay của Tô Văn Vũ, dứt điểm Lucas Silva không vào, và uy hiếp khung thành đầu tiên của đội chủ nhà Thép Xanh An Định. Đó là lời cảnh tỉnh cho hàng thủ của Quảng Nam ở trong trận đấu ngày hôm nay. Một đường chuyền bóng rất tốt của Tô Văn Vũ dành cho Lucas Silva, không có tình huống biệt vị của cầu thủ người Brazil. Quả đá phạt góc, đánh đầu không vào. Trước đó là tình huống đánh đầu của Kaio Seiza, ngay sau đó thì pha băng vào đánh đầu của Thanh Hào nhưng không đúng bóng. Quả đá phạt góc cực kỳ nguy hiểm của Henrio. Hào đã băng vào nhưng không thể với được trái bóng. Đánh đầu, đây là cơ hội. Dứt điểm không được. Pha băng vào dứt điểm hụt bóng của Hoàng Vũ Giáp Sơn. Đó là pha nguy hiểm đầu tiên của Quảng Nam. Nếu như trong tình huống vừa rồi mà Hoàng Vũ Giáp Sơn dứt điểm đúng bóng sẽ là cực kỳ nguy hiểm cho khung thành của thủ môn Nguyễn Mạnh. Quá đáng tiếc cho các cầu thủ Quảng Nam ở trong trận bóng, trong pha bóng vừa rồi. Vừa trước thì Henrio cũng đã có 10 bàn thắng cho mình. Văn Toàn, Lucas Silva, Henrio không được. Dứt điểm tuyệt đại không vào. Đó là pha dứt điểm của Văn Công. Những tiền vệ trung tâm bên phía Thác Xanh Nam Định luôn luôn đứng ở tuyến hai. Một pha khống chế hợp lý của Văn Công. Sau đó là tình huống rũi mù nhưng bóng đã đi vót ra. Thép Xanh Nam Định đã có những phương án tấn công đa dạng. Quả đá phạt góc, đánh đầu không vào. Và đánh đầu của Nguyễn Xuân Son. Tình huống đá phạt góc rất tốt của Tô Văn Vũ và bật cào có điểm dừng trên không của Nguyễn Xuân Son. Asimide vừa rồi là tình huống chần chừ của các thủ Thép Xanh Nam Định và đã tạo điều kiện cho Asimide băng vào dứt điểm. Đó là pha đánh đầu của Hoàng Vũ Giáp Sơn. Asimide rất nhanh. Asimide, Trung Phong đặt bóng vào Hoàng Vũ Giáp Sơn. Asimide, Văn Hiệp, rất tiếc là bóng đã đi chạch khung thành. Đây là pha dứt điểm thứ 3 của câu lạc bộ Quảng Nam ở trong 11. Nhưng nó luôn tạo ra sự nguy hiểm về phía khung thành của Thép Xanh Nam Định. Như vậy là trọng tài Hoàng Ngọc Hà đã thổi còi kết thúc hiệp 1. Cả hai đội tạm rời sân với kết quả là 0-0. Ở cúp C2 châu Á, giành chiến thắng trước đại diện của Hồng Kông Trung Quốc, đó là Liman. Đánh đầu, thật sự đáng tiếc, đó là pha tạt bóng vừa rồi là của Văn Công.
Nguyễn Xuân Son đã tiếp xúc không tốt. Thêm một pha đánh đầu nữa, vẫn không được. Ngày hôm nay trung vệ Alain đang theo rất sát đối với Nguyễn Xuân Son. Chúng ta cùng xem lại pha đi bóng và tạt bóng rất nhẹ nhàng và có điểm rơi. Văn Công, Kaio xây ra, Kaio xây ra, Nguyễn Xuân Son dứt điểm và vào. 1-0 dành cho Thép Xanh Nam Định. Một pha phối hợp quá hay của các cầu thủ sinh ra và lớn lên tại Brazil. Henrio, Kaio xây ra và Nguyễn Xuân Son. Bàn thắng đến dành cho Henrio. Pha phối hợp ở khu vực trung lộ đã sẽ toang hàng phòng ngự của câu lạc bộ Quảng Nam. Bàn thắng được ghi ở phút thứ 59 của trận đấu. Thế bế tắc đã được khai thông. Pha phối hợp quá hay, quá hay, đậm chất La Tinh của các cầu thủ Thép Xanh Nam Định. Hoàng Hưng, và đánh đầu rất nguy hiểm của Asimene. Bóng đã đi vọt ra. Không có nhiều những phương thức tấn công, nhưng những tình huống cố định đã giúp cho các cầu thủ Quảng Nam có pha bóng nguy hiểm. Đó là pha phá bóng của Kaio thì đúng hơn. Tô Văn Vũ, Tô Văn Vũ đánh đầu không vào. Nguyễn Xuân Son, bàn thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay vẫn chưa đến đối với Nguyễn Xuân Son với cái tên mới. Và đánh đầu ngược ra phía sau, bóng đi chạch cột dọc trong gang tấc. Quả đá phạt góc cực kỳ khó chịu của Tô Văn Vũ. Zako tạt bóng vào. Asimile dứt điểm không được. Bóng đã quá cao so với khung thành. Người ghi vừa có pha dứt điểm vừa rồi là Phú Nguyên. Sự tiếc nuối của huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn. Một pha phối hợp tấn công tốt của các cầu thủ Quảng Nam. Alain, đây là cơ hội. Pha bằng già rất tốt của thủ môn Nguyên Mạnh. Trước đó là tình huống phá bóng không tốt của Nguyễn Phạm Hồng Duy và tạo điều kiện cho các thủ Quảng Nam. Như vậy là trọng tài Hoàng Ngọc Hà đã thổi còi kết thúc trận đấu. Đội chủ nhà Thép Xanh Nam Định đã giành chiến thắng kịch tính 1-0 trước Quảng Nam. Một chiến thắng vất vả của đoàn quân huấn luyện viên Vũ Hồng Việt. Nhưng điều quan trọng nhất là họ đã có chiến thắng đầu tiên ở mùa giải mới và có 3 điểm đầu tiên. Người hùng của Thép Xanh Nam Định đó là Henrio. Một pha phối hợp hay của Kaio và Nguyễn Xuân Son, Henrio đã lập công. Còn đối với Hoàng Vũ Giang Sơn và các đồng đội sẽ còn phải rất nhiều việc trước mắt phải làm. Họ đã trải qua 2 trận thua liên tiếp. Xin chúc mừng đoàn quân của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt đã có 3 điểm ở trên sân nhà. Và bây giờ buổi tổng tập trận đấu giữa hai câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định và Quảng Nam của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.